Ca sĩ Lập Dị Tuấn Anh kể cuộc sống bên vợ và 9 người con ở Mỹ. Ca sĩ Tuấn Anh thích tự do trong thế giới của mình, phiêu lưu với âm nhạc nhưng vẫn tận hưởng hạnh phúc bình thường bên vợ con. Tuấn Anh được biết đến với danh xưng gay ca sĩ Lập Dị vì theo đuổi phong cách thời trang khác biệt, thường mặc trang phục phi giới tính, uống tóc cầu kỳ và hóa trang rất đậm khi lên sân khấu. Trong sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ được nhận xét có giọng hát thiên phú. Tuấn Anh ra mắt hơn 60 CD album, có nhiều bài hit trong đó nổi bật là Lạ Lắm của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn. Nhân dịp về Việt Nam biểu diễn, Tuấn Anh chia sẻ với ngôi sao cuộc sống hiện tại. Ở Mỹ, cuộc sống của anh thế nào? Tôi sống như bao người bình thường khác, chỉ là có thêm âm nhạc nên mọi thứ thi vị và thăng hoa hơn. Nhà tôi trồng vài cây nhãn, một bụi chuối, hơn chục khóm hồng đều do tôi mỗi ngày vun tới. Khi quất đất, tưới nước, tôi thấy trong đó là thơ, ca, nhạc rất bay bổng. Tôi cũng tự nấu nướng vì muốn mình đảm đang, chu toàn, nắm rõ quy trình chứ không chỉ hưởng thành quả. Vậy đó, một ngày như mọi ngày nhưng đều là những ngày đáng sống. Tôi thấy may mắn vì mọi thứ xung quanh đều như ý. Trong phạm vi đời sống nhỏ bé của mình, tôi biết đủ và hài lòng. Âm nhạc luôn chiếm phần quan trọng, như hơi thở. Tôi duy trì đi hát nhiều năm qua và thủy chung với khán giả lẫn đam mê của mình. Ở Mỹ, tôi hay diễn ở casino, dạ tiệc, các sự kiện lớn nhỏ vào cuối tuần. Khán giả nói anh Lập Dị, anh cũng nhận tự bản thân khác người. Vậy làm thế nào anh tìm được tri kỷ trong đời sống lẫn âm nhạc? Cũng khó đấy, nhưng vẫn tìm được. Tôi không cần nhiều bạn, chỉ mong có người hiểu, thông cảm và sẵn sàng chia sẻ với mình. Hoặc nếu chẳng may họ chưa hiểu mình, tôi cũng không lấy đó là buồn hay coi như một thất bại trong cuộc đời. Vì sao à? Đời sống của chúng ta là chuỗi ngày học hỏi. Trong sự hụt hẫng đó, bạn phải tìm ra bài học giá trị, phải tìm được cách bày tỏ để người ta hiểu, chứ thất vọng thì được gì? Cuộc đời tôi chưa biết đánh vần từ giận. Tôi thấy tức giận vô nghĩa. Đứng trước những điều bất ý, tôi chỉ nghĩ sự cố gắng của mình có lẽ chưa đủ lớn nên những điều mình muốn vẫn chưa đạt được. Tôi mưu cầu sự hoàn hảo trong mọi khía cạnh nên chọn hoàn thiện bản thân trước rồi những người đồng điệu sẽ tự đến. Tính cách cầu toàn của anh tạo động lực hay áp lực cho bạn đời? Với tình yêu, tôi cũng là một người bình thường, chấp nhận tất cả hỉ, nộ, ái, ố trong một mối quan hệ đôi lứa. Ở bạn đời, tôi chỉ mong sự quan tâm, chăm sóc, còn lại mọi tính cách đời thường của họ, tôi không yêu cầu phải thay đổi. Bản thân tôi đang theo đuổi sự hoàn hảo chính vì tôi chưa hoàn hảo. Vậy tại sao tôi được đòi hỏi những điều ấy ở bạn đời trong khi chính mình còn đầy khiếm khuyết, như vậy đâu công bằng? Hiện chúng tôi hòa hợp trên mọi phương diện. Nhưng tôi nhấn mạnh trên đời không có ai hợp với ai hết. Chỉ vì yêu thương nhau, cả hai sẽ nhường nhịn, chiều chuộng và phô diễn ra những thứ tốt đẹp trước mắt nhau. Tốt hơn hết, hãy vui vẻ đón nhận, thích nghi để có một đời sống thăng hoa hơn. Nhưng vẫn giữ cho nhau giới hạn, đừng vượt qua nó. Giới hạn của tôi là sự tôn trọng. Tất nhiên, ở bên một người lúc nào cũng muốn vươn lên, muốn tốt hơn, chắc cũng mệt mỏi. Nhưng điều ấy càng thể hiện bạn đời yêu thương tôi thì mới có động lực song hành một chặng đường dài như vậy. Bạn đời, con cái tiếp sức thế nào cho anh trên con đường nghệ thuật? Tôi thích tự bay bổng trong thế giới âm nhạc của mình, còn bạn đời, con cái thì cất riêng một góc trang trọng trong tim. Các con tôi, gồm 4 trai và 5 gái, đều không theo đuổi nghệ thuật. Chúng nói danh tiếng của bố là cái bóng quá lớn. Chúng sợ không thể vượt qua nổi. Vì vậy, mỗi người trong gia đình tôi đều có những con đường riêng để chinh phục và những người khác luôn cổ vũ, ủng hộ. Dù thật đáng tiếc khi đàn con không ai nối nghiệp bố, tôi vẫn chấp nhận, không ai có quyền quyết định cuộc sống của ai cả. Trước đây, bố mẹ tôi từng không hài lòng khi con chọn làm nghệ sĩ. Thời ấy, nghệ thuật là điều gì đó xa vời, còn ông bà lại muốn con sống đời bình thường. Nhưng tôi vẫn làm bằng được những thứ mình yêu, mình cần rồi dần dần mọi người cũng hiểu. Tôi từng đọc bài báo nói cái ca sĩ Tuấn Anh bị thân sinh từ mặt vì chọn nghệ thuật. Nhưng làm gì có cha mẹ nào bỏ con cái chỉ vì chúng cố gắng sống với đam mê. Anh tận hưởng thế giới âm nhạc riêng mình như thế nào? Tôi tự làm mọi thứ cho mình, từ chuẩn bị trang phục, trang điểm và một mình đi diễn khắp nơi. Tôi thích sự chỉnh chu, nên không tin tưởng ai ngoài bản thân. Tôi thích tự vẽ những đường nét mà khán giả gọi là gì ấy trên mặt, làm móng. Khi ấy, tôi hài lòng vì thể hiện được đúng nhất về con người,
phong cách của mình với khán giả. Tôi mê shopping, thường dành cả ngày đi mua sắm mà không biết mệt. Tôi chọn đồ kỹ lắm, khi mặc thử đã tưởng tượng phải mít mát thế nào cho thật đúng ý. Tủ phụ kiện của tôi không thiếu món gì từ bình dân đến đắt đỏ. Một khi tôi đã thích, giá cả không phải vấn đề. Anh làm gì để giữ giọng hát sau hàng chục năm đứng trên sân khấu? Tôi luyện thanh và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, hạn chế ăn món nhiều dầu mỡ hay rượu chè. Nhưng điều ấy không có nghĩa từ bỏ tất cả, vì tôi vẫn muốn hưởng thụ đời sống này. Tôi nghĩ cái gì làm cho mình vui, thoải mái thì cứ tự nhiên, coi như đổi lại được sức mạnh tinh thần. Còn về thể thao, tôi thấy đi bộ là bộ môn dễ thực hiện và hiệu quả nhất. Mình có thể đi bộ nhanh và trên tay có thêm cục tạ khoảng 10kg. Khi đi trong tư thế đó, mình sẽ vận động được toàn thân. Càng nhiều tuổi, các chức năng trên cơ thể càng nhanh thoái hóa nên phải giữ gìn, có khỏe mới hát hay được. Anh hoạt động chủ yếu trên sân khấu hải ngoại, vậy làm gì để giữ kết nối với khán giả Việt? Năm nào tôi cũng về Việt Nam ít nhất một lần, không chỉ để trình diễn mà thăm quê hương, chia sẻ với những người khó khăn. Dịp này, tôi tổ chức một đêm nhạc tri ân khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm 28 tháng 9, có sự tham gia của những giọng hát tôi yêu mến như Ê Sầu Nữ Phòng Trà Thị Hương Giang, ca sĩ Bình Nguyên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.